Anh chị, tôi cho nhận ý kiến được anh chị nha. Coi cái tình hình làm bài tập như thế nào, coi phim offline tới đâu rồi. Hồi nãy có người hỏi nói rằng là xem mà chưa hiểu lắm. Thì cái thứ nhất là tôi cũng không có bắt buộc là phải xem phải hiểu đâu. Và chúng ta chỉ cần hiểu phần nào đó thôi, chúng ta làm được những một cái bài tập ở mức tối thiểu nào đó thôi. Và cái thứ hai là tôi cũng không có biết là anh đang nói xem mà xem phim offline mà phần nào mới được chứ ha. Đừng có xem cái phần mà quá sâu vô phía sau là cái hàm từ định nghĩa thì chưa cần đâu. Chỉ cần xem trong chương 3 thôi. Bây giờ chúng ta đang học tới xử lý rẽ nhánh, các bạn. Những anh chị khác cho những tôi ý kiến đi nha. Và tải cái lập trình nhập môn lập trình xử lý rẽ nhánh về là tôi đã có sửa những cái bài tập kỳ trước tôi cho hết rồi đó, mà tại vì cái phần đó thì nó lại trở thành là cái phần minh họa lý thuyết bữa hôm nay, đúng không ạ? Xem phim offline rồi nhưng mà xem phim của phần nào nha. Tôi cũng tức là anh muốn nói rằng là xem phim phần xử lý rẽ nhánh rồi gì nữa. Rồi cái bài tập làm được mấy bài phải không ạ? Rồi tập tôi cho về đó. Hết rồi, chưa làm bài tập rồi để nhánh luôn nữa hả? Các chị tải về, các chị quan sát trước đi nha. Mở solution ra coi. Sao nhiều anh chị không cho tôi ý kiến quá vậy nè, mới có ít người cho ý kiến quá nha. Ở đây chúng ta đang có 44 người mà chỉ được lác đác có một số người cho ý kiến à.
Nếu mà cái project anh đang chạy 2.8 thì không mở cả solution được đâu. Anh chỉ có thể add từng project vô thì được. Nào, chào các anh chị. Chúng ta bắt đầu nha. Bữa hôm nay chúng ta đi đến chính thức cái phần xử lý rẽ nhánh với những cái định if. Thì cái lệnh if á, thì là chúng ta cũng đã được học rồi qua những cái phần trước, mà hôm nay là chúng ta học chính thức và tôi cũng không có ý định là trình bày cái cú pháp của nó. Cú pháp thì rất là dễ, tôi chỉ nói nó có nhiều dạng lắm, nó có if rồi có switch rồi này nọ rồi vân vân, rồi có dạng if rồi else rồi vân vân, đủ nhiều dạng lắm. Trong sách các anh chị đọc ở bên ngoài, thường thường người ta sẽ làm rối trí bằng những cái cú pháp khác nhau. Cái quan niệm của tôi ở đây là vấn đề không phải là cái cú pháp mà xài nó như thế nào. Đó, xài nó như thế nào, ứng dụng vô nó như thế nào. Và tôi sẽ hướng dẫn nha các anh chị dùng một dạng duy nhất thôi. Một dạng duy nhất của cái lệnh if thôi. Đó. Không qua học switch, không có gì ở cái đó, các anh chị có thể tự tìm hiểu sau. Tại vì không cần nó là chúng ta dùng lệnh if vẫn làm được. Và chúng ta dùng đúng một dạng, thì đã dễ sử dụng hơn ban đầu. Rồi khi các anh chị tinh thông rồi á, là các anh chị có thể làm thêm những dạng khác, mà thực ra nó cũng chẳng cần luôn nữa, chỉ cần dạng này hay là các anh chị làm đủ rồi đó. Cái xử lý rẽ nhánh nó là như thế này nè nha, nó xuất phát từ cái việc người ta yêu cầu viết một cái chương trình nhập vô một cái gì đó, tính và xuất một cái gì đó theo một cái quy định nào đó. Bao giờ cũng vậy, ở trong cái nhiều môn nhập môn lập trình á, là chúng ta sẽ làm theo cái mẫu này cho nó dễ đó. Thì mới vô mà, mới vô nhập môn lập trình thì khi mà cái quy định á, nó chỉ dùng có một công thức thôi, nó chỉ dùng một công thức thôi, một công thức duy nhất thôi, thì là chúng ta dùng cái xử lý tính toán theo cái công thức bình thường, tức là những cái gì chúng ta đã học từ đó tới giờ là tính toán theo công thức á. Tính tiền bán hàng là chúng ta cứ việc đem cái số lượng nhân cho đơn giá, phải không à, làm rất là đơn giản ở trong cái chuyện đó. Nó có cái công thức đó hết, muốn tính tuổi thì nó có cái công thức là bằng là năm hiện hành trừ cho năm sinh. Muốn tính cái khoảng cách hai điểm thì nó có một cái công thức. Muốn xác định trọng tâm gì đó vân vân, nó cũng có công thức hết. Thì những cái bài này là những bài thuộc loại là không có rẽ nhánh gì hết trơn, cứ tính toán công thức nó tuần tự, một cách tuần tự, phải không ạ? Nhưng mà nếu quy định mà nó có dùng nhiều công thức khác nhau, nó dùng nhiều công thức khác nhau, ví dụ tính tiền bán hàng theo là giảm giá đó, thì cái tiền trả nó theo nhiều cái công thức khác nhau, thì người ta nói quy định là nếu như thế này nếu như thế kia đó, thì khi đó là chúng ta sẽ sử dụng cái xử lý rẽ nhánh. Và cái đề bài người ta cho như thế nào đó không cần biết, người ta nói quy định và nói gì đó là các anh chị phải tóm tắt, chúng ta hay là chúng ta gọi là phân tích yêu cầu lại theo cái dạng này. Chúng ta phân tích yêu cầu lại này, cái quy định của người ta các anh chị phải phân tích lại, các anh chị đọc vô trong cái bài sửa của tôi cung cấp cho các anh chị á, là luôn luôn tôi phân tích ra, sau khi tôi phân tích nhập xuất ra rồi đó thì tôi sẽ nói là điều kiện 1 thì kết quả, điều kiện 2 thì kết quả tính sao, công thức nào, điều kiện 3 kết quả công thức như thế nào. Và ứng với cái phần này á, cái phần lập trình của chúng ta đó là chúng ta theo một cái mẫu duy nhất, phải không ạ? Chúng ta if cái điều kiện 1 thì chúng ta làm tính theo công thức 1. If điều kiện 2, else if điều kiện 2 thì tính theo công thức 2, else if điều kiện 3 tính theo công thức 3. Và khi mà nó vào nó làm cái kiểm tra, nó sẽ kiểm tra những cái điều kiện này đúng theo điều kiện nào, nó tính theo công thức đó. Tức là xử lý rẽ nhánh ở đây nó ý nó muốn nói là cái chương trình của chúng ta đó là nó sẽ chọn một trong những cái nhánh này này nó đi, chứ không phải là nó đi hết tất cả. Từ trước giờ chúng ta ghi ra lệnh nào á, là nó thực hiện lệnh đó thì gọi là xử lý tuần tự. À, còn xử lý rẽ nhánh là sao, là tùy theo cái điều kiện mà nó sẽ đi theo những cái hướng khác nhau thì nó gọi là xử lý rẽ nhánh. Và chúng ta cái gốc không phải là cái cú pháp này, mà cái gốc chính là cái phần phân tích này ra của chúng ta. Chúng ta mà phân tích được cái đề bài ra theo cái dạng như thế này là coi như là xong. Tại cái đoạn nhập, đoạn xuất thì không có chuyện gì hết trơn rồi. Đó. Nhưng mà cái xử lý của chúng ta đó thì nó sẽ phức tạp hơn. Nó sẽ phức tạp hơn. Đó. Thì để minh họa cho nó rõ cái điều này á, thì tôi sẽ vào cái phần desktop và cho các anh chị xem. Đó không ạ? Các anh chị mở cái solution đó ra nha.